Lạy Chúa, ai sẽ được vào ngủ trong ngôi nhà của Chúa? Diện kiến nhan thánh diệu vời, hưởng phúc xuân đời hân hoan. Là người sống luôn vẹn toàn, đời luôn làm điều ngay thẳng, lòng chi nghĩ sao nói vời, miệng lưỡi chẳng hề vu oan. Lạy Chúa, ai sẽ được vào ngủ trong ngôi nhà của Chúa? Diện kiến nhan thánh diệu vời, hưởng phúc xuân đời hân hoan. Là người sống không hại người, chẳng có làm người nhục nhã và khinh chê người ác gian, trong ai kính sợ tôn nhang. Lạy Chúa, ai sẽ được vào ngủ trong ngôi nhà của Chúa? Diện kiến nhan thánh diệu vời, hưởng phúc xuân đời hân hoan. Là người sống cho mọi người, chẳng theo thói đời toan tính và chê khinh qua hối lộ, hại đến những người tầm ngay. Lạy Chúa, ai sẽ được vào ngủ trong ngôi nhà của Chúa? Diện kiến nhan thánh diệu vời, hưởng phúc xuân đời hân hoan. Người nào sống những điều này, họ sẽ chẳng hề nao núng, được Chúa dẫn vào quê trời, hưởng phúc xuân đời hân hoan. Lạy Chúa, ai sẽ được vào